Sau một thời gian dài nhường chỗ cho sự lên ngôi của các loại hình giải trí khác, những năm gần đây, phong trào chơi guitar có xu hướng quay trở lại Huế và trở thành trào lưu giải trí thu hút rất đông cả bạn trẻ tham gia. Một điều đáng trân trọng của trào lưu này chính là không chỉ để thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc, mà một số câu lạc bộ ở Huế còn trở thành cầu nối cho các hoạt động thiện nguyện, kết nối cộng đồng bằng chính sở trường của mình. Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu vào mỗi tối chủ nhật là địa điểm sinh hoạt quen thuộc của câu lạc bộ Yuka Cổ Đô. Được thành lập vào cuối năm 2011 với khoảng chục thành viên ban đầu là những người bạn cùng chung niềm đam mê chơi guitar. Đến nay, Yuka Cổ Đô đã thu hút rất nhiều bạn trẻ, chủ yếu là học sinh và sinh viên các trường học trên địa bàn thành phố. Nhóm Yuka thường xuyên tổ chức sinh hoạt các cái buổi âm nhạc tại phố đi bộ vào lúc 19:30 chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra thì Yuka còn tham gia các chương trình biểu diễn từ thiện, các hoạt động âm nhạc, các chương trình giao lưu tại các đại học. Tình cờ mình được gặp các anh chị trong câu lạc bộ Yuka nên là mình thích tham gia vào nên là mình đã học guitar. Mình thấy guitar là một môn rất là thú vị, nó mang lại rất là nhiều cảm xúc. Chơi đàn guitar là giúp em xả stress sau những giờ học căng thẳng, giúp em hòa nhập với mọi người hơn. Mỗi người một cơ duyên khi đến với cái đàn guitar. Với câu lạc bộ Yuka Cổ Đô, những điểm chung của các bạn là tìm được niềm vui, sự đam mê được sống với âm nhạc. Yuka Cổ Đô vì vậy giờ đã trở thành mái nhà chung của hơn 50 thành viên, cùng nhau trao đổi, trao dồi kỹ thuật chơi đàn, tập hát. Đây cũng chính là nơi kết nối sự nhiệt huyết, tấm lòng thiện nguyện của tuổi trẻ cùng hướng về cộng đồng với những chuyến đi đến vùng sâu, vùng xa, giúp đỡ trẻ em nghèo, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hay cùng tiếp thêm sức mạnh tinh thần để người bệnh vượt qua nỗi đau bệnh tật, tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Dung dị nhưng phóng khoáng, những âm thanh vang lên từ cây đàn guitar cùng lời ca tiếng hát có sức truyền cảm mạnh mẽ, gắn kết mọi người. Trào lưu chơi guitar cùng vì lẽ đó đã nhanh chóng lan rộng trong giới trẻ ở Huế. Cùng với sự ra đời của Yuka Cổ Đô, 2-3 năm trở lại đây tại nhiều trường trung học và nhất là ở các trường đại học như kinh tế, luật, y dược, nông lâm hay khoa học đều có các câu lạc bộ guitar. Bên cạnh sự phát triển mạnh của guitar đềm hát, guitar classic hay guitar flamenco thì trào lưu guitar fingerstyle vốn chỉ mới du nhập trong nước vài năm nay cũng đang được nhiều bạn trẻ ở Huế theo đuổi. Chỉ với nhóm 6 bạn trẻ ban đầu thành lập, đến nay sau 2 năm, câu lạc bộ guitar fingerstyle đã có gần 40 thành viên, trong đó có cả những học sinh trung học cơ sở. Được phát triển từ các dàn guitar khác, đặc trưng của phong cách fingerstyle là sử dụng kỹ thuật ngón, bàn tay và sử dụng tất cả các bộ phận, vị trí của cây đàn để tạo nên một dàn nhạc ngay trên cây đàn guitar. Cùng kết hợp các kỹ thuật nên để chơi được một bản nhạc, người chơi có thể phải mất từ vài tháng đến vài năm, tùy vào độ khó của bản nhạc đó. Người chơi guitar fingerstyle vì vậy phải thực sự đam mê và kiên nhẫn để theo đuổi. Những lần gặp gỡ giao lưu của câu lạc bộ như thế này là dịp để các thành viên cùng khoe những tác phẩm mà mình đã tập hay chuyển soạn sáng tác. Và khi những ngón tay bắt đầu lướt trên phím đàn, tất cả cùng phiêu theo những giai điệu tuyệt vời, cùng hòa mình vào dòng cảm xúc dân trào. Fingerstyle guitar thì đòi hỏi người chơi có một kỹ thuật cao, có một kỹ thuật nhất định và phải kiên trì để mà tập. Và hiện tại thì Việt Nam mình vẫn chưa có một lớp chính thức nào dạy về fingerstyle, nên đa số các bạn tập fingerstyle đều là từ xem video qua mạng hay là xem hướng dẫn rồi hoặc nghe theo để mà chơi lại. Tình cơ thì cháu xem một đoạn video clip với chơi đàn guitar nên cháu là quyết định theo đuổi cái dòng này. Mà đối với cháu thì fingerstyle là giống như là một cái phần trong cuộc sống mình, làm cuộc sống mình thú vị hơn. Em đam mê lớn nhất của mình đó là cái hệ loại fingerstyle. Cái fingerstyle này là kết hợp với những cái bộ gõ, kết hợp với những ngón tay nghe rất là đã. Khi mình đam tập luyện có thể mình đột chạy được mình. Niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống đôi khi cũng thật giản dị, mộc mạc như chính sự mộc mạc, giản dị của cây đàn guitar. Chỉ với một cây đàn guitar, một dòng ca vang lên cũng đủ để truyền ngọn lửa nồng ấm tới mọi trái tim. Đó là những hình ảnh đẹp trong bức tranh muôn màu, muôn vẻ của cuộc sống.
Chính nó đã tạo nên sự tĩnh lặng trong tâm hồn mỗi người, hướng con người đến với những giá trị của chân thiện mỹ.